Chuyện thứ nhất, thi đấu thuyết pháp. Năm 1849, lúc này Phật thầy từ Cái Môn lên vùng Láng Linh khai quang đất và mở đình. Lúc này có nhiều đệ tử và tín đồ rất đông. Thì trong thời gian này nước Nam ta bị Pháp cai trị, ai tụ tập đông thì bị bọn Pháp bắt nhốt hết. Lúc này bọn chúng kéo đến Láng Linh bắt người. Lúc này Phật thầy giả điên bị bọn Pháp bắt thầy về, theo dõi coi ngài làm sao. Khi đem Phật thầy về, bọn chúng theo dõi một thời gian không thấy chống đối gì, nên mới thử ngài xem phải là Phật như lời đồn không. Thì lúc này bọn chúng có mời các nhà sư có tiếng tăm trong nước đến để luận pháp với Phật thầy. Thì lúc này bọn chúng mới lấy hình của Phật bà để dưới chiếc chiếu. Khi ngài đến mời ngồi lên coi ngài biết không? Nếu ngài ngồi xuống là coi như ngài không phải là Phật. Rồi lúc này các nhà sư được mời đến đều vào chỗ ngồi xuống hết, còn Phật thầy đứng không ngồi. Lúc này bọn chúng mời thầy ngồi xuống chỗ có để hình Phật bà ở dưới. Phật thầy nói: "Để tôi đứng được rồi." Bọn Pháp lúc này nói đủ cách, nhưng Phật thầy không ngồi và nói: "Sao ngài không ngồi?" Phật thầy trả lời nói: "Tôi nào dám ngồi, Phật bà ở dưới, tôi nào dám ngồi." Bọn Pháp nghe Phật thầy nói vậy mới ngạc nhiên và nói với nhau: "Vậy là ngài là Phật rồi, như lời đồn đó." Rồi bọn chúng mới tâu lên triều đình cho vua biết. Lúc này vua ban cho vào chùa tu, không cho ở ngoài. Chiếu chỉ đem xuống phải cạo đầu. Thì lúc này tên quan Pháp cạo đầu cho Phật thầy. Cạo đầu xong, tên Pháp này đòi cạo râu nữa. Lúc này Phật thầy không cho và nói: "Chiếu chỉ bảo cạo đầu, không cạo râu." Tên Pháp thấy vậy không làm được gì nên phải chịu. Khi cạo đầu xong, cho vào chùa Tây An núi Sam tu. Rồi từ đó Phật thầy ít ở chùa, ngài thường xuống ở vùng Láng Linh nhiều hơn. Mẫu chuyện này do các bô lão kể lại. Lời bình. Lúc Phật thầy mở đạo độ bệnh cứu đời thì khắp nơi quy tụ lại rất đông. Vì thời gian này Pháp cai trị nước ta và bọn chúng thấy tập hợp đông là bọn chúng bắt hết, không chừa một ai. Một hôm bọn chúng đến Láng Linh bắt Phật thầy đem về theo dõi coi thầy có chống đối hoạt động nhà nước Pháp không. Thời gian bọn chúng thấy không có gì rồi, bọn chúng bắt đầu lên kế hoạch thử thầy xem phải là Phật như lời đồn không. Và thử xong rồi bọn chúng mới biết Phật thầy là Phật. Rồi bọn chúng tâu lên vua, rồi vua cho Phật thầy vào chùa tu để thuyết pháp cứu đời được 7 năm. Phật thầy tịch tại chùa Tây An núi Sam bây giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo. Năm 1850, lúc này Phật thầy cùng đệ tử đi ngang sông Tiền Mỹ Thuận. Bấy giờ Phật thầy có nói hai câu sau cho đệ tử biết như sau: Sông Tiền Mỹ Thuận bắc cầu, núi Cấm Quá Lầu lộ vẻ gần đây. Thì lúc này các đệ tử mới nghĩ thầm: sông lớn nước chảy cuồn cuộn như vậy mà ai bắt cho nổi. Rồi thầy còn nói bắc cầu, các đệ tử còn nói với nhau: ai mà làm được, không thể nào. Các đệ tử bàn luận xong rồi mới nhớ mãi hai câu tiên tri đó, truyền lại xem ra bao giờ. Thật không sai, khoảng 150 năm sau thì có cái cây cầu Mỹ Thuận bắc ngang sông. Cây cầu này nước Úc hợp tác với nước ta làm xong, ăn khánh thành và cho lưu thông năm 2000. Và đúng 150 năm sau, lời tiên tri mới ứng nghiệm. Rồi tín đồ mới nhớ lại hai câu tiên tri trên không sai. Một câu thì ra rồi, còn một câu nữa là núi Cấm sẽ quá lầu, là kết thúc đời này vậy. Và ta hãy chờ xem núi Cấm chắc không lâu đâu. Mẫu chuyện này do ông Đạo Trung Kiên kể lại. Chuyện tiếp theo. Cứu sống chim. Lúc Phật thầy còn ở chùa Tây An núi Sam thuyết pháp độ đời,
thì thời gian này Phật Thầy thường xuống Láng Linh nhiều hơn. Và Thầy xuống đây cùng các đệ tử để khai quang đất trồng trọt, để cứu đói. Một hôm Phật Thầy về chùa thì thấy ở mé cổng chùa có một con chim chết rủ lông hết rồi. Phật Thầy mới lại lượm con chim đó lên, đi hái một vài lá cây. Phật Thầy nhai rồi nhét vào miệng chim. Thì trong lúc cứu chim chết này thì có bà Năm gần chùa có mặt ở đó. Bà nói thầm: Phật Thầy lượm con chim chết rủ, nhai lá cây, nhét vào miệng làm chi? Bà vừa nói thầm vừa nhìn xem Phật Thầy. Thật mầu nhiệm thay, khi Phật Thầy vừa nhét vào miệng chim thì con chim liền mở mắt sống lại. Lúc này Phật Thầy nói pháp cho nó, rồi Phật Thầy thả ra cho nó bay, đậu trên cây nhảy tung tăng vậy đó. Bà Năm thấy nhiệm mầu như vậy rồi mới xin quy y theo Phật Thầy, được Phật Thầy chứng nhận. Rồi từ đó bà loan tin rằng Phật Thầy chim chết rũ Ngài cứu sống được. Từ đó khắp nơi đến xin quy y rất đông, và mỗi khi ai bệnh đến Phật Thầy, Ngài đều chữa hết. Mẫu chuyện này do bà Năm kể lại. Lời bình. Chùa Tây An là nơi Phật Thầy ở, triều đình sợ Phật Thầy ở ngoài kiểm soát không được, nên mới cho Ngài vào chùa để tu và dễ kiểm soát vậy. Nhưng Phật Thầy được phép truyền đạo tự do thì Ngài không bao giờ nghe theo sự sắp xếp của Pháp được. Vì một vị Phật lúc nào cũng đi đó đi đây cứu đời để ban rải tình thương cho muôn loài vậy. Và Ngài vì lòng từ bi thấy cảnh khổ đói của chúng sanh thì làm sao Ngài ngồi yên một chỗ đặng. Cho nên Ngài mới xuống Láng Linh khai đất mở ruộng để cứu đói cho chúng sanh, rồi Ngài đem Pháp độ cho chúng sanh, cho chúng sanh hiểu được sanh tử vô thường này, rồi chúng sanh mới thức tỉnh tu răng vượt bể khổ chầm lưng này được. Và khi Ngài có sứ mạng xuống đây để mở đạo cứu đời thì Ngài có lòng độ tận không bỏ một ai, dù chúng sanh nhỏ hay lớn muôn loài Ngài đều độ hết. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo, thú vật quy y. Các bô lão kể rằng khoảng thời gian Phật Thầy mở đạo cứu đời, một hôm Phật Thầy gọi ông Đình Tây vào và nói: Ngày mai 12 giờ trưa có nhiều người đến quy y, con sắm cho thầy một số giấy đỏ để sử dụng. Lúc này ông Đình Tây dạ rồi lui ra. Rồi qua ngày hôm sau, ông Đình Tây thức sớm để chuẩn bị cho chu đáo. Ông chuẩn bị xong rồi đợi đến 12 giờ kém 5 phút. Gần 12 giờ thì không thấy có ai đến đây để quy y hết. Ông mới vào thưa lại với thầy rằng: Ông thưa, dạ bạch thầy, sao thầy nói hôm nay có người đến quy y đông lắm mà con không có thấy ai hết đó thầy. Lúc này Phật Thầy nói: Con đợi đúng 12 giờ con sẽ thấy. Phật Thầy nói xong thì ông ra ngồi đợi thêm 5 phút nữa. Lúc này kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ thì bỗng đâu ông thấy nào là cọp, beo, tượng, khỉ, rắn, trăng, vân vân, ùng kéo đến chỗ ông ngồi. Ông thấy hết hồn, ông liền sợ chạy báo tin lại cho thầy biết. Ông nói: Thầy ơi thầy, sao con không có thấy người, toàn là thú không à thầy ơi. Phật Thầy nói: Đúng rồi con, người ta đến quy đó con, con theo thầy ra đây tiếp thầy. Lúc này ông Đình Tây đi ra theo thầy. Khi ra đến nơi, ông thấy thầy dò đầu từng con rồi cột giấy đỏ vào cổ mà nói rằng: Hôm nay quy rồi, hãy kiếm chỗ mà tu, chừng nào thời kỳ đến sẽ ra. Thầy nói và quy y cho chúng xong rồi thì bọn chúng kéo đi hết. Mẫu chuyện này do ông Bô Lão kể lại. Lời bình. Những động vật trên đây hữu duyên thay, vì bọn chúng biết được Phật lâm phàm cho nên bọn chúng kéo đến để quy y tu hiền, và sau này chuyển lên làm người tu tiếp. Vì bọn chúng trước kia cũng từ người làm ác sát hại quá nhiều cho nên phải chịu làm thú vậy. Xét lại thú và người đều có Phật tánh giống nhau, có khác chi đâu.
Dạ thú cũng biết thương, biết sợ như người, tại vì họ mang hình thú là vì họ kiếp gần đây họ tạo nghiệp xấu nên phải chịu vậy. Còn người thì tạo nghiệp xấu thì sẽ chuyển xuống như họ, có khác gì đâu. Đức Thầy có nói: xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp vậy. Nhưng họ mang hình thú, họ cũng biết tu như người được, có khác chi đâu. Chẳng hạn như có câu: giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức. Thú vật biết tu hành não nứt, còn người sao chẳng rứt hồng trần. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: mẹ mất. Phật thầy và mẹ ngủ ở làng Tòng Sơn ngoài mé hiên đình. Lúc này ở làng Tòng Sơn, nhà thì ít, rừng rậm cây cối thì nhiều, chưa ai khai quang, nên người ở thì thưa. Hai mẹ con ngài ở đó thường bơi xuồng để bán trầu cau kiếm sống qua ngày. Rồi bỗng một hôm mẹ ngài và ngài đi bán trầu cau đến cái nai. Giữa rừng cách Tòng Sơn vài cây số thì mẹ ngài bệnh qua đời. Lúc này ngài có một mình, không thấy ai để giúp chôn cất mẹ. Thì lúc này ngài than kêu rằng: cọp ơi móc lỗ, voi ơi cõng mẹ, khỉ ơi hái hoa quả để mà quải đơm. Ngài vừa mới than gọi xong thì trong rừng cọp, voi, khỉ và vượn đi ra làm y theo lời nói của Phật thầy. Cọp móc lỗ, voi thì cõng bà đem đi đến chỗ, khỉ vượn thì dâng hoa quả để lo cúng bà. Khi lo cho mẹ xong rồi, từ đó ngài ít về Tòng Sơn, đi đó đây cứu đời. Có lúc thì ngài qua núi Tà Lơn nữa, rồi ngài về núi Sam Láng Linh cho đến khi tịch. Mẫu chuyện này do các bô lão kể lại. Lời bình: Phật mẫu, mẹ của Phật thầy bệnh rồi, mắt bỏ lại ngài một mình. Ngài gắt thương mẹ rồi ngài than lên mấy câu như sau, nghe gắt đau lòng. Thời thương thâm thiết vô cùng, làm sao chôn mẹ lấy gì móc hang. Hùm kêu vườn hú lá vàng, cọp ơi móc lỗ chôn rài mẹ ta. Khi vào vườn hội bôn ba, bé bông hai trái cũng mà hoài đơm. Nghiêng mình lặng lóc thầy nằm, kêu trời than khóc mẹ đành bỏ con. Từ đây thế sự hao mòn, mẹ con chết trước con còn làm chi. Hùm béo trội giọng kêu thì, từ đây phải chịu ly bì khóc than. Bà đi tìm ruột bầm gan, mẹ nam con bắt chẳng an lòng sầu. Ra đi mưa nắng dài dầu, trời ơi đất hỡi thảm sầu tứ phương. Cúi đầu lại mẹ niên trường, mẹ an xuống lộ chiều đường gian nan. Khi ta nghe những đoạn Phật thầy than trên đây là ngài thương mẹ vô cùng, thật là một vị Phật cao cả từ bi.
và lòng thương xuống trần này để dạy chúng sanh làm nên chữ hiếu đứng đầu. Vậy chúng ta làm sao phải ráng học theo các ngài và làm theo các ngài để sau này chúng ta không phải ân hận vì tội bất hiếu với người đã sanh ra ta. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, kéo cây. Lúc Phật Thầy còn ở Tòng Sơn, ngài thường đi khắp nơi, lâu lâu mới về. Rồi có một lần nọ ở đình Tòng Sơn, có cây da tét một nhánh to bự rớt xuống nằm ngang mương kinh ghe xuồng không qua lại được. Thì lúc này làng tập hợp lại khoảng 18-19 thanh niên trai tráng để kéo nhánh cây to đó lên cho ghe xuồng qua lại. Thì trong lúc này kéo, mọi người không tài nào kéo nổi. Bỗng đâu lúc này có một ông già ốm yếu bơi một chiếc xuồng bần lỡ lói đến thấy vậy mới nói: ông già này là Phật Thầy, vì lúc này chưa ai biết ngài là Phật. Ông nói: mấy chú ơi, kéo nổi không, tôi kéo tiếp cho. Mấy người này nhìn Phật Thầy cười và nói: trời ơi, tụi tôi thanh niên trai tráng như vậy nè mà kéo còn không nổi nữa, còn ông già ốm yếu như vậy mà sao kéo nổi. Ngài nói lại, vừa đi vừa nói: mấy chú đừng khi dễ tôi, vậy tôi điếm một hay ba cùng kéo nha. Phật Thầy vừa vịn cành cây hô: 1, 2, 3. Thì nhánh cây to liền chạy thẳng lên bờ. Lúc này mọi người mới nói: trời ơi, ông này là thần tiên gì đó chứ không phải là người thường đâu ta. Mọi người vừa bàn tán thì Phật Thầy xuống xuồng bơi đi mất dạng. Mẫu chuyện này do các bậc tiền bối kể lại. Lời bình: lúc Phật Thầy chưa lập đạo Bụ Sơn Kỳ Hương thì ngài bơi chiếc xuồng bằng lỡ lối đi dạo khắp nơi để cứu đời. Vì lúc này chưa ai biết ngài là Phật, cho nên những trai làng đó cùng làng với ngài mà không biết ngài. Vì Phật Thầy thường đi hơn ở nhà cho nên ít gặp ngài. Và Phật Thầy tuổi cũng trung niên, nhưng ngài để râu tóc bạc phơ nên mọi người thấy già, chớ ngài chưa già. Vì ngài giả dạng biến hóa độ đời không ai biết. Nam mô A Di Đà Phật. Thôn Hòa Hảo. Năm 1849, Phật Thầy ở Tòng Sơn lên Xảo Môn Long Kiến lập chùa trị bệnh cứu đời. Trong khoảng thời gian này là 1850, bệnh dịch tả hoành hành khắp nơi, chết rất nhiều. Thì trên hai làng Mỹ Quá và Mỹ Lương, lúc bấy giờ có người bệnh dịch xuống Xảo Môn trị được khỏi, rồi quy y theo Phật Thầy về lo tu học. Nhắc lại lúc này ở hai thôn, một Mỹ Quá, hai Mỹ Lương, bệnh dịch tả chết rất là nhiều, không thầy nào chữa được. Cho nên hai làng này định bỏ làng ra đi. Thì trong làng này có người lên được Phật Thầy chữa khỏi bệnh mới nói với quan cựu hai làng rằng: Phật Thầy ở Xảo Môn trị bệnh dịch tả hay lắm, ai bị bệnh là đến gặp Phật Thầy là hết, ngài là Phật đó. Thì lúc này đang bàn với nhau, Phật Thầy từ Xảo Môn đến đứng giáp ranh giữa hai làng Mỹ Quá và Mỹ Lương. Hai làng này gặp Phật Thầy mừng quá mới xin Phật Thầy cứu chữa cho. Phật Thầy nói: vì nghe lộn xộn mới lên đây. Phật Thầy hỏi: mấy ông muốn yên không? Để gời gạt là không yên. Lúc này hai làng nói: dạ dạ, tụi con muốn yên thầy, thầy làm ơn yên thì làm sao cũng được. Phật Thầy nói: nếu muốn yên thì hai làng này nhập lại làm một, đồng ý không? Hai làng mới đồng ý, nói: dạ, vậy hai làng Mỹ Quá, Mỹ Lương bỏ tên làng nào và lấy tên làng nào vậy thầy? Phật Thầy nói: xỏ hết đi, để thầy đặt lại cho nó im. Thầy nói xong rồi thầy đặt lại và nói: vậy hai làng này từ đây nhập lại là thôn Hòa Hảo. Thầy đặt xong rồi thầy bẻ một nhánh cây, thầy cắm giữa ranh hai làng đó. Thầy nói: ở đây phải mở một ngôi chùa.
Thầy nói xong rồi, thầy đi lên một cây số nữa, thầy cắm nhánh cây và nói: ở đây phải cắt một cái đinh. Phật thầy chỉ bảo xong rồi, Phật thầy đi thẳng lên cây xanh cũng khoảng mười mấy cây số đó. Nhắc lại, ở chỗ cây xanh này có ông Ba Phước đang tu ở đó. Thì Phật thầy lên đến ghé và gặp thuyết pháp cho ông nghe, rồi ông xin quy y với Phật thầy. Khi ông quy y xong rồi, Phật thầy nói: con không được tu ở đây, con lên thôn Hòa Hảo cắt cái chùa rồi ở đó tu. Lúc này ông Ba Phước nghe lời thầy lên cất chùa. Khi cất chùa xong, ông mới thưa thầy: dạ thầy, vậy đặt tên chùa là gì vậy thầy? Lúc này Phật thầy đặt tên là An Hòa Tự, tức chùa thầy bây giờ đó. Mẫu chuyện này do ông cả kể lại. Lời bình. Thôn Hòa Hảo bây giờ là xưa kia do Phật thầy Tây An đặt vào năm 1850. Vì thời điểm này là bệnh dịch tả hoành hành chết rất nhiều, cho nên dân làng định bỏ đi hết. Rồi Phật thầy biết được mới lên gặp hai trưởng làng và người ở đó nói, và đặt tên lại là Êm, không còn dịch nữa. Cho nên thôn Hòa Hảo bây giờ trước kia là hai thôn Mỹ Quá và Mỹ Lương nhập lại đó. Cho nên thôn Hòa Hảo có từ năm 1850 đến giờ là Phật thầy đặt đó. Chớ trước kia là làng Mỹ Quá và làng Mỹ Lương, còn chùa An Hòa Tự cũng do Phật thầy lập và đặt tên vậy. Rồi sau này ngài chuyển kiếp lại là Đức Thầy. Rồi kiếp này Đức Thầy có đặt thêm tên chùa là chùa Thầy bây giờ đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo. Chiếc xuồng bần. Kỷ Dậu năm 1849, Phật thầy giả ra ông già Từ Xảo Môn, râu bạc, bơi một chiếc xuồng bần tơi tả đến đình Tòng Sơn. Khi đến đình, ông đi lên hỏi ông Từ xin cho ở lại đây. Lúc này ông Từ mới đồng ý cho Phật thầy ở lại. Nhưng ông Từ cho Phật thầy ở ngoài mé hiên đình, không cho vào trong đình. Lúc này Phật thầy vào mé hiên rồi, ngài đi xuống kinh, kéo chiếc xuồng bần lỡ lói lên để đem vào ở trong đình. Khi kéo chưa vào đến trong thì lúc này ông Từ mới nói và la Phật thầy. Nhắc lại, ông Từ lúc này chưa biết Phật thầy là Phật. Ông Từ nói: chiếc xuồng bần lỡ loét à, cho người ta còn không lấy nữa, kéo lên đây làm gì vậy? Phật thầy nói lại: người đâu của đó. Phật thầy vừa nói vừa kéo thẳng vào để ở nhà chính. Rồi Phật thầy nói: tôi gửi cho linh thằng canh giùm. Lúc này ông Từ lấy roi dốc cho mấy cái nói: ông già dám ghẹo à. Phật thầy nói: người đâu của đó, đợi ở ngoài mắt sao? Phật thầy nói xong, ông Từ đánh mấy roi nữa, rồi kêu làng ký đến chăn thầy, tức là trói đó. Phật thầy nói: ông thiệt khó khăn, tôi điên dại dột, xin ông thứ tha. Ông Từ lúc này rất giận, trói Phật thầy lại được hồi lâu, thì Phật thầy mới nói: tôi xót ruột quá ông Từ ơi, có cơm nguội lạnh cho mà tôi ăn. Ông Từ giận quá nói: tấm heo tôi còn có, cơm tôi ăn hết rồi. Ông Từ nói xong, Phật thầy nói: Từ ơi, ông thả tôi mà đi tiêu. Ông Từ nghe vậy mới thả ra, thì Phật thầy xuống mé sông giả bộ đi tiểu. Lúc này Phật thầy mới vớt con chó chết sình mà đem lên. Lúc này ông Từ thấy vậy mới nói: ông vớt con chó chết đem lên đây làm gì vậy? Ông này thật lạ kỳ à, chó chết thúi quá đem lên làm gì vậy ông già bất nhân? Phật thầy nói lại: con này chưa tới số ông Từ. Ông coi nó gặp gia chủ của nó rất buồn lòng, nó bị đổ lông, đổ lá rồi chủ của nó quăng nó xuống sông chết đó. Phật thầy nói xong rồi kiếm lá và bông, nhai cụm nhét vào mồm con chó, thì con chó sống lại. Lúc này ông Từ thấy vậy quảng kinh và nói: ông già thiệt giỏi, bùa linh phép màu, chó chết ông cứu được,
vậy dịch tả ông cứu được không? Vì ở xóm trên á, có con của ông cả bộ bị dịch, ông ấy có rước thầy pháp đông y và tây y rất là giỏi, nhưng không có ai trị được, cũng đều bó tay cả. Nhắc lại lúc này là tháng 8, dịch hoành hành, chết rất là đông. Ông Từ vừa nói xong thì Phật Thầy nói: Ông đừng nói nữa, để mà tôi chữa cho. Phật Thầy liền vào lấy tro nhang đem lên, cho con ông cả uống vào là hết liền. Lúc này ông Từ cũng bệnh nặng, Phật Thầy cứu chữa cho ông xong, Phật Thầy xuống lập chùa Tây An Cổ Tự ở cái môn Long Kiến để cứu độ chúng sanh đang bị dịch hoành hành chữa đau hết đó. Tiếng lành đồn khắp nơi, ai đến rồi cũng hết bệnh, quy y theo Ngài cả. Rồi nhắc lại ông Từ được Phật Thầy cứu, từ đó ông biết Ngài là Phật, ông rất hối hận và lên gặp Phật Thầy sám hối quy y vì dám đánh Ngài. Mẫu chuyện này do ông Bộ kể lại. Lời bình: Ông Từ trên đây chưa biết Phật Thầy là Phật, cho nên ông mới dám la và đánh roi Phật Thầy. Vì lúc này Phật Thầy là ông già, cho nên ông xem thường. Rồi Phật Thầy cứu con chó chết và con của ông cả bộ bị dịch và cứu sống ông, rồi từ đó ông mới sám hối và ăn năn lo tu sửa để chuộc lỗi lầm ông gây ra. Rồi từ đó ông mới đồn xa là có Phật lâm phàm cứu thế gian này. Bắt đầu từ đó Phật Thầy lên cái môn mở chùa cứu chữa bệnh cho bá tánh, và khuyên mọi người quy theo Phật mới thoát khổ được. Thì lúc này ai đến đều được Ngài chữa cho hết bệnh, rồi liền quy y tu học theo Ngài rất đông. Rồi từ đó đạo của Phật Thầy là Bủ Sơn Kỳ Hương khai mở tại miền Nam nước Việt đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện tiếp theo: Hai con sấu đưa người. Có một lần nọ, Đức Phật Thầy cùng môn nhân đệ tử đi đến Giàm Cống, cách Châu Thành Long Xuyên độ 8.000 thước. Ngài đứng ngó qua bên bờ sông bên kia, Ngài nói rằng: Về sau chừng nào chỗ này nổi lên hai con sấu đưa người qua lại con sông này thì chừng đó sắp tới đời. Lúc các môn nhân đệ tử nghe Thầy nói xong mới cho là Thầy nói cơ, và các môn nhân đệ tử còn bàn qua lại như vậy: Thầy có nói đời tới có nhiều loại thú kỳ dị xuất hiện giết hại sanh linh, như ở dưới sông thì có sấu tha, còn trên bờ thì có hùm bắc, không có đường nào mà chạy thoát. Nay nghe Thầy nói vậy, sau này tại Giàm Cống này có hai con sấu nổi lên đưa người qua lại, chắc đời tới có hai con sấu linh nổi lên đưa người hiện đức qua sông quá. Chưa sấu là loài hung dữ, thường ăn thịt người, chưa đâu mà có đưa người. Các môn nhân đệ tử bàn xong rồi nhớ lời Thầy, ưng vào trong trí không quên, để coi sau này sấu gì. Nhưng không ngờ khoảng thời gian sau có hai chiếc đò mái gọi là phà, ngày nào cũng thấy chúng đưa người và xe hơi qua lại trên sông. Hễ chiếc này từ bờ bên này đưa qua thì chiếc kia từ bờ bên nọ đưa lại. Hai chiếc phà ấy mà Phật Thầy tiên tri gọi là sấu đưa người, đúng như lời tiên tri của Ngài vậy. Mẫu chuyện này do ông Đạo Lớn kể lại. Sấu năm chèo. Một hôm nọ, Phật Thầy đang ở chùa Thới Sơn, Ngài biết được xa xa ở vùng Láng Linh có hai vợ chồng tên Sinh đang sống ở đó. Lúc này người vợ mang thai chuẩn bị sanh, nhưng chồng thì đi săn không có nhà. Phật Thầy biết mới cho một đệ tử đến đình, gọi ông Đình Tây qua Thầy bảo gấp. Ông Đình Tây được lệnh Thầy gọi liền đến gặp Thầy ngay. Khi ông qua đến, ông liền thưa: Dạ, Thầy cho gọi con. Phật Thầy nói: Ngày mai con chuẩn bị cơm cho đủ dùng trong 3 ngày đường,
rồi con cứ thẳng hướng đông mà đi. Khi con đi đến thì có cô vợ tên Sinh ở nhà một mình, đau bụng đẻ, con giúp cho người ta. Chồng cô đi săn không có nhà, con giúp xong rồi trở về. Ông đình tay vâng lệnh, lui ra chuẩn bị sáng lên đường. Rồi đêm hôm ấy canh ba, ông đình tay về sớm thổi cơm. Thổi cơm xong, ông gói lại trong tàu lá chuối, bỏ vào tay nải lên đường. Thời này cây cối hoang vu, đường đi lại chưa có, nên ông phải băng qua rất nhiều khu rừng rậm rạp, vượt qua những dải núi dài. Đi từ nửa đêm đến tận lúc trời hừng bóng, ông tạm nghỉ chân tại một gốc cây ở vùng Láng Linh. Thì đúng lúc này, ông đình nghe có tiếng la cũng gần đó, ông mới tìm tới. Khi ông tới thì ông gặp một túp lều, có một phụ nữ trẻ đang mang bầu trở dạ, đang la. Ông lấy làm lạ, liền đốn cây làm giường giúp cho cô gái này đẻ được đứa trẻ ra đời, được mẹ tròn con vuông. Khi giúp xong rồi thì chồng cô về đến, thấy ông đình tay là ân nhân cứu vợ mình, mới nói: ông chính là ân nhân cứu vợ tôi. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn ân nhân hết. Ông đình tay nói: không có chi, tôi vâng lệnh thầy của tôi xuống giúp người mà. Nói xong, ông đình tay nhìn thấy trong giỏ của tên Sinh mới đi săn về, trong đó có con rắn và con rùa và cũng có con cá sấu. Ông thấy con cá sấu rất lạ, nó không có sừng sùi nổi đốm mà lại nhẵn mịn bằng phẳng và có 5 cái chân. Mũi của nó thì rất đỏ, lạ hơn những con sấu khác. Ông liền hỏi mua. Anh Sinh thấy vậy nói: ông chính là ân nhân giúp vợ tôi, vậy tôi xin tặng ân nhân hết giỏ này đem về mà dùng. Ông đình nói lại: không, tôi chỉ mua con sấu này thôi, còn mấy con kia hãy để lại mà bán, lo cho gia đình đi. Thấy vậy, anh chồng nói: thôi thì tôi không bán mà tặng cho ân nhân đó, ân nhân lấy về nuôi đi. Lúc này ông đình tay lấy con sấu rồi cứu ra về. Khi trở về, ông liền đến gặp đức thầy thưa việc đã làm xong. Rồi ông lấy trong tay nải ra một con vật nhỏ mà tên Sinh tặng cho ông. Ông trình lên cho thầy biết. Lúc này Phật thầy nhìn thấy, cất giọng nói liền: đây là loài ngạc ngư, cả sáu thằng, không nên nuôi giữ mà phải nhanh chóng diệt trừ. Nếu không sau này sẽ là cái quả cho muôn dân bất tính. Ông đình tay nghe thầy nói như vậy, hết sức bất ngờ. Rồi ông xin mang con vật về Thới Sơn, rồi sẽ quá kiếp cho nó. Phật thầy đồng ý. Khi ông mang về nhà mấy đêm liền, ông không sao chợp mắt được, bởi những lời tiên đoán của thầy về số mạng con vật nhỏ. Ông suy nghĩ mấy hôm, nhưng vì lòng từ bi, ông không thể giết nó, mà còn lén mang ra sau miếu đào một cái ao nuôi. Và hằng ngày ông đem đồ ra cho nó ăn, như rau quả, chứ không cho ăn thịt. Mỗi khi ông ra cho nó ăn, ông thấy nó bơi lội giữa dòng nước rất là dễ thương. Nó thấy ông, nó bơi lại liền. Rồi từ đó ông quý và coi con cá sấu như đứa con của mình. Rồi từ đó ông đặt tên cho nó là Sấu Năm Chèo. Thời gian ông nuôi được 3 năm, nó lớn kinh ngạc. Sau một ngày nọ, con vật bắt đầu trở chứng. Có lúc nó bò lên bờ phá phách, phá những nhà xung quanh đình, bắt gà, bắt vịt một cách bí ẩn. Lúc này hàng xóm than vãn, ông đình nghe được liền theo dõi. Thì quả thực Năm Chèo đã lột xác trở thành một con sấu tinh ranh. Lúc này ông lo sợ nó sẽ gây chuyện không hay cho con người, nên ông rèn một sợi dây xích to, rồi cột con vật cạnh gốc cây cổ thụ lớn nơi cạnh hồ nước. Nhưng càng về sau, Năm Chèo càng to lớn hơn trước, và bản tánh hung dữ của nó hiện ra rất rõ ràng.
Vào một hôm mưa to, gió lớn, nước trút xuống như thác đổ, tràn vào bờ ao. Lúc này ông Đình Tây bận đi xa cả ngày và chưa mang đồ ăn cho năm chèo. Ngày sáng hôm sau trời vừa tạnh thì ông vác theo buồng chuối chín mọng ra thăm cho nó ăn. Khi ông đến nơi gốc cây cổ thụ bên bờ hồ, chỗ cột nó chỉ còn trơ đoạn xích sắt. Con sáu biến mất đâu không thấy. Ông lần theo dấu vết trên nền đất thì phát hiện ra một chân của con năm chèo còn buộc xích đã bị đứt lìa để lại, và còn vết máu loang lổ đây. Nó trốn khỏi ao, ẩn mình nơi rừng sâu núi thẳm, giết quan nhiều mạng sanh linh, gieo bao nỗi kinh hoàng cả một vùng. Lúc này ông Đình Tây biết được, mới thấm thía lời tiên tri của thầy, nên đến xin lỗi với thầy, rồi kể lại sự tình cho thầy nghe. Phật thầy nghe xong không la ông và nói: Thầy biết con không thể nào giết con vật đó, nhưng thầy vẫn giao nó cho con vì con có cái duyên với nó. Tháng trước thấy trời có bão, thầy thấy có khí trời gắt lạ, có chuyện chẳng lành, như mây đen từ phía hồ ao đầu đình của con và phía láng linh lên cao. Thầy biết đó là sáu trời xuống để sau này đến ngày tận diệt chúng sanh, hung ác phải trả quả. Thầy có chuẩn bị trước bộ pháp bảo, nay thầy giao cho con, khi nào gặp năm chèo thì mang ra dùng, nghiệt súc ác sẽ được thu phục. Vừa nói xong vừa giao cho ông Đình một chiếc hộp gỗ, bên trong phủ một lớp vải vàng, đó là một lưỡi câu bắt lớn và một mũi gỗ mung cổ phụng và hai cây lao nhọn, một đường dây băng. Khi ông Đình nhận pháp bảo xong rồi, Phật thầy còn truyền cho ông một câu khẩu quyết chỉ có một mình ông biết: chỉ khi nào dùng pháp bảo thì sẽ cùng đọc chú, như thế dù quái vật có hung dữ thế nào vẫn bị bắt lại. Lúc này ông Đình Tây lãnh pháp bảo trên tay, ông còn chưa hiểu ra sao thì Phật thầy dặn tiếp: bộ pháp bảo này là những vũ khí dùng đánh bắt ngạc ngư, vì nó lên trên cạn, riêng lưỡi câu bắt thì sẽ phòng khi bắt nó dưới nước, chắc chắn năm chèo sẽ bị thu phục. Thầy dặn xong, ông lãnh chỉ về nhà, cả đêm không tài nào ngủ được, hết đứng rồi lại ngồi. Rồi ông mang từng phần bộ pháp bảo ra xem, dự định quyết tâm sẽ bắt cho bằng được con sáu để về quy phục. Trở lại sáu năm chèo, sau khi trốn khỏi ao, nó quậy một thời gian rồi càng ngày càng dữ hơn nữa. Một hôm nọ, nó đến bờ nhà dân ăn gà, vịt, trâu, bò và rượt người nữa. Lúc này trai tráng trong vùng hiệp nhau từng toán để bắt nó, nhưng đều thất bại. Thậm chí nhiều người còn bị nó ăn thịt nữa. Rồi nó còn quật làm sóng đánh chìm xuồng nhỏ trên sông. Nhiều người quá sợ hãi đã tập trung lại cầu khẩn và tôn con vật thành ông, gọi là ông Sáu. Lúc này mọi người mới biết ông Sáu này là của ông Đình Tây nuôi, trốn khỏi ao, nên mọi người mới lên gọi ông Đình Tây xuống bắt. Thế nhưng khi ông Đình Tây xuống đến để bắt sáu năm chèo, thì nó khôn ngoan đã xuống sông lặng mất tâm. Lúc này ông Đình Tây nói cho mọi người biết tên nó. Mọi người lúc này thấy vậy mới nghĩ nói: chắc do sợ hãi quy đức của ông Đình Tây nên sáu năm chèo đã theo dòng sông bỏ đi nơi khác. Ông thấy vậy, ông ở lại mấy ngày, quyết thu phục cho bằng được mới chịu về. Sáu thần có tánh linh biết được ông ở lại thì một thời gian không nổi lên, rồi một thời gian yên ắng, ông Đình Tây mới về Thới Sơn. Về đến nơi, ông vào gặp Phật thầy giao lại bộ pháp bảo. Lần này Phật thầy bảo: cơ duyên của con và năm chèo còn dài, chưa thể kết thúc như vậy được đâu. Con hãy giữ lấy pháp bảo này, khi nào gặp con vật thì dùng. Ông Đình Tây thưa lại rằng: bạch thầy, khi con đến nơi thì không thể giáp mặt được sáu năm chèo.
Phật thầy dặn: con phải luôn mang pháp bảo theo, nếu cả đời con không dùng được thì phải truyền lại cho hậu vệ để họ tiếp bước. Ông nghe xong vâng dạ, rồi mang pháp bảo về nhà cất giữ. Vừa về tới nơi chưa kịp nghỉ thì có người báo tin, năm chèo xuất hiện và giết người xung quanh, dùng phía bắc láng linh. Ông nghe ngay lập tức tay cầm pháp bảo cùng mấy người chạy đến nơi nó vừa xuất hiện. Nhưng khi vừa tới thì số năm chèo lại nhanh chân lần xuống sông Dàm Nao trốn mất. Lần này ông kiên trì rình bắt chưa về dội. Ông đợi một thời gian không thấy, rồi ông mới đến bờ đê Dàm Nao ngó xuống sông, hét lớn: bớ năm chèo, ta và mi vốn có số mạng khác nhau, vì thương tình năm xưa ta đã không nỡ xuống tay để giết. Nay mi hoành hành quậy phá, nếu như mi biết ăn năn hối cải hãy nằm im dưới dòng sông mà tu thân tích đức, bằng không hãy nhanh chóng nổi lên để cho ta thu phục. Ông nói xong rồi ông ngồi chờ một ngày một đêm, nhưng không thấy năm chèo nổi lên. Ông liền bảo với mọi người hãy yên tâm mà làm ăn sinh sống đi, bởi con nghiệt súc đã biết tội của mình rồi, sẽ không lên nữa. Quả thật không sai, sau khi ông đình tay đi rồi, người dân không còn thấy ông năm chèo nổi lên nữa. Có người nói quái thú đã bỏ đi nơi khác rồi. Cũng có lời đồn nó đã nghe lời ông đình tây nên nằm im dưới lòng sông Dàm Nao tu không hại người nữa. Khi ông đình tây tịch thì truyền lại pháp bảo cho con cháu, còn câu khẩu quyết bật truyền. Khi ông truyền, ông có nói sáu năm chèo sẽ không xuất hiện nữa, nên không cần thiết phải duy trì câu thần chú trên đời. Mẫu chuyện này do bà Nguyễn Thị Nguyên kể lại, là hậu duệ của ông Đình Tây. Mẫu chuyện tiếp theo, Phật Thầy Tiên Tri. Có một hôm nọ, Phật Thầy cùng đệ tử đi ngang chợ nọ. Phật Thầy thấy đàn bà mai giá rất vất vả, còn đàn ông thì kéo lửa rất khó nhọc. Rồi Phật Thầy mới nói lên rằng: bây giờ thì đàn bà mai giá cho đàn ông mặc đã chậm mà lại vất vả nữa, về sau khi người da trắng sang đây thì đàn bà trở lại sung sướng. Đi xe thì khỏi kéo, còn đi ghe thì khỏi chèo. Chừng đó người ta đi đâu cũng đi bằng tàu. Có thứ chạy dưới nước, có thứ chạy trên bờ, lại có thứ chạy trên trời nữa. Và chừng nào có thứ chạy trên trời thì đời gần tới đó nghe. Lúc này, các đệ tử nghe thầy nói mới viết và lưu lại để xem chừng nào ứng nghiệm như lời của thầy nói. Và lúc này, lời của thầy nói là trước người Pháp vào chiếm Nam Kỳ và sau khi Pháp chiếm vào Nam Kỳ trên 10 năm, thì Pháp là da trắng đúng như lời tiên tri của thầy rồi. Và còn lạ hơn nữa, đi xe khỏi kéo, đi ghe khỏi chèo, và còn có nhiều thứ, tàu, lớp lớp chạy dưới nước, lớp chạy lên bờ, lớp chạy trên trời nữa. Và đúng như lời thầy nói không sai chỗ nào. Và những điều lạ lùng đó có từ ngày mà Pháp đặt chân trên đất nước ta, và còn đúng như lời ngài nói đàn bà sung sướng nữa, đàn ông trở lại mai giá cho đàn bà mặc vậy không sai, và không còn kéo lửa nữa vì đã có hột quẹt rồi. Mẫu chuyện này do ông Đạo Tiền Bối kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, tiên tri tới đời. Một hôm nọ, Phật Thầy cùng môn đệ đi đến cái tre ở thôn Bình Thành. Thôn này nằm trên tả ngạn Tiền Giang, ngó xéo qua chợ mới. Ngài ngó qua cụ lao ông trưởng mà nói như vậy: chừng nào ngó thấy mặt cần dưng thì sắp tới đời. Các môn đệ lúc này nghe thầy nói nhìn thấy mặt cần dưng thì đời tới, thì các đệ tử nói nghĩ rằng:
Cái tre ở Tả Ngạn Tiền Giang, mà ngó qua mặt Cần Dân thì ở Hữu Ngạn Tiền Giang. Cách nhau có một cái cù lao ông trưởng, bề ngang có trên 20.000 thước thì làm sao mà trông thấy cho được. Và bây giờ toàn là quan du đầy đồng, cỏ cây tùm rất cao, và từ nhà này trông qua nhà kia còn không thấy được nữa. Có đâu giữa một khoảng cách nhau hàng 20.000 thước và xa nhau cả một cái cù lao với hai con sông lớn thì có tài nào trông thấy nhau được. Các đệ tử nghĩ xong rồi mới lặng thinh để xem sau này coi có đúng như vậy hay không. Thật không sai như lời tiên tri của Phật Thầy nói, đến năm 1946, trong lúc binh biến, cây cối ở miệt chợ thủ đều bị đốn sạch. Người ta đứng ở cái tre, ngó ngang qua cù lao ông trưởng đều thấy lồng lộng những làn khói đen của nhà máy xây lúa ở mặt Cần Dân bay lên. Mẫu chuyện này do ông Đạo Vô Danh kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, tái hồi. Lúc Phật Thầy ở chùa Tây An Cổ Tự, Ngài có thốt đọc lên hai câu này: Chừng nào góc mục lên trời, tả dân sắc lệnh tái hồi trần gian. Trong thời gian này, chùa vừa đặt tên thì tín đồ trồng ba cây dầu ở phía sau và một cây ở trước chùa. Rồi kéo dài thời gian đến năm 1918, cây dầu ở trước chùa bị đốn, chỉ còn lại ba cây dầu sau chùa. Rồi đến năm 1927, chùa bị phát quả nên ba cây dầu sau chùa bị chết. Và có điều kỳ lạ thay, đến năm 1938, nơi gốc dầu trước chùa bị đốn trước hồi nào, giờ bị mục hết rồi lại mọc lên một cái chồi. Rồi thời gian lên rất cao, thời gian sau nữa dông gió bị ngã, nhưng lúc ngã cũng như ai đã chặt đỡ xuống từ từ vậy đó, không ngã đập vào chùa, thấy nhiệm màu thai. Rồi từ đó đến năm 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời, người ta mới biết là Phật Thầy tái hồi trở lại. Mẫu chuyện này do ông Từ chùa Tây An kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, tiên tri chợ. Chừng nào trâu rống dưới sông, lòng ông bảy chợ thì ông trở về. Lúc Phật Thầy nói cơ hai câu trên đây thì các tín đồ không hiểu trâu rống là gì và lòng ông bảy chợ ra sao, vì vậy không dám hỏi Thầy, cho nên bỏ qua rồi theo dõi ra sao. Đến khoảng năm 1939 và 1940, ở miệt Hậu Giang, nhất là trong hai tỉnh Châu Đốc và Long Xuyên, trong lúc này đường thủy giao thông trở nên bất tiện vì các chiếc đò máy thiếu xăng dầu, thì lúc này nổi lên một phong trào đưa đò bằng ghe chèo. Dưới sông rạch dập dìu những ghe đò chèo ba bốn bổ, ngày này qua ngày nọ, đưa khách từ thôn quê ra chợ, rồi từ chợ trở khách và hàng hóa về thôn quê. Thay vì gọi khách bằng súp lê hay kèn như các tàu hay ghe máy, nhưng những người đưa đò dùng ống tù già mà túc in ỏi ở dưới sông. Những ống tù này làm bằng sừng trâu, cho nên người ta gọi là trâu rống đó. Cho nên lúc này tín đồ mới nhớ lại lời mà Phật Thầy nói xưa kia là đúng trùng như bây giờ, và mọi người quả quyết hơn nữa. Còn lòng ông bảy chợ cũng ra luôn. Phật Thầy nói lòng ông, đây là nói lòng ông rạch, ông trưởng. Còn con rạch chạy từ chợ mới bên Tiền Giang qua chân đùng bên Hậu Giang. Và lúc Phật Thầy nói là lúc này Thầy đến làng Long Kiến, dựng lên cái cốc ở Xẻo Môn, nói ra hai câu trên.
Lúc này hai bên lòng ông vẫn còn là những làng mạc hẻo lánh, phần nhiều là đất bỏ lâm, dân cư thưa thớt. Và hồi đó chỉ có một cái chợ ông trưởng mà thôi. Bây giờ chợ gọi là chợ mới đó. Rồi từ mười mấy năm lại đây, dân làng trở nên đông đúc, người ta họp nhau làm chỗ buôn bán, rồi lần lần chỗ ấy dựng lên chợ. Cho đến năm 1939 và 1940, người ta ngày ngày nghe trâu róng dưới sông, thì lúc này lòng ông được bảy chợ. Bắt đầu từ chợ mới qua Tiền Giang đến Hậu Giang. Thứ nhất là chợ mới, thứ hai chợ Mương Lớn, thứ ba chợ Cái Xoài, thứ tư chợ Bà Vệ, thứ năm chợ Cà Mau, thứ sáu chợ Sóc Chét, thứ bảy chợ Cái Hố. Và từ đó đến bây giờ vẫn còn bảy chợ đó, chớ không thêm không bớt. Và chuyện lạ thay, gần đây dân làng có dựng thêm một cái chợ ở Mương Tịnh, ở thôn Long Kiến. Hễ dựng lên là bị cháy, và dân làng dựng nhiều lần rồi đến nay vẫn chưa dựng được. Nếu dựng lên là đều bị cháy cả. Mẫu chuyện này do ông Đạo Lớn kể lại. Chuyện tiếp theo, nhốt thầy lồng củi. Lúc Phật thầy bị quan pháp còng tay bỏ vào lồng củi sắt quăng xuống nước 7 ngày cho chết đi, và chúng cột dây sẵn đúng 7 ngày thì kéo lên. Lúc này có hai lính cai khiêng Phật thầy quăng xuống sông. Hai lính cai quăng xong rồi đi qua chợ thì thấy Phật thầy đi dạo trên cầu Ô Mai. Hai lính cai thấy mới đến nói: sao ông lên đây được? Phật thầy nói lại: tôi ở đây chớ nào chạy đâu, chú cai xem tôi có giống mà hay không, hay là qua mắt rồi chú cai. Lúc này chú cai chạy lẹ về kéo lên xem coi còn ông giả trong lòng củi không, sao mà giống cái ông trên này vậy. Thì lúc đang chạy về, Phật thầy biến mình nhẹ tựa như đường lông, chui vào trong cái củi sắt ở trong đó lại. Chú cai về kéo lên thì thấy Phật thầy vẫn ngồi ở đó chớ không có đi đâu. Chú cai thấy vậy rất mừng, nói thầm: trời ơi, nếu mà không còn ông trong đây thì chắc tôi sẽ bị lột lon cắt chức đó. Lúc này thấy còn trong lòng sắt rồi, chú cai quăng xuống tiếp. Lúc này Phật thầy biến lên đi vào tiếp. Rồi chú cai thấy lo lo sợ sợ, sợ Phật thầy đi mất nên kéo lên. Thì lần này kéo lên không thấy Phật thầy đâu. Lúc này chú cai sợ quá mới chạy tìm kiếm khắp nơi. Tìm được 5 ngày thì thấy được Phật thầy đang đi ngoài chợ, rồi mới nói: ủa, sao mà ông trốn lên đây được vậy? Tôi kiếm ông có 5 ngày rồi đó. Phật thầy nói lại: tôi già rồi, đi xin ăn mà. Cai nói: ông đi xin thì ông hãy báo cho tôi. Cai nói xong đưa Phật thầy cùng về. Khi về các quan pháp ai cũng sợ thầy hết. Rồi sau thầy được thả ra, thầy đi độ khắp nơi. Mẫu chuyện này do ông Đạo Năm kể lại. Lời bình: Phật thầy lâm phàm xuống đây cứu dân độ chúng, chịu biết bao khổ nhọc, nhưng ngài vì lòng từ bi mà không sợ gian nan chi, quyết lòng để độ chúng sanh, đưa chúng sanh đến cảnh an vui và thoát cảnh khổ não nơi cõi ta bà này. Nếu ta đọc qua chuyện trên đây thì ta không thể nào mà cầm lòng không khóc thương ngài đặng, vì ta thấy một vị Phật thương chúng sanh vô bờ bến, không lúc nào mà ngài được yên nghỉ vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện tiếp theo, ngựa hai cẳng. Lúc Phật thầy khai đạo Bửu Sơn Kỳ Hương thì một hôm ngài tiên tri cho đệ tử và tín đồ biết như sau:
Bây giờ ngựa chạy 4 cẳng, sau này ngựa còn 2 cẳng chạy lừng lê té. Các môn nhân và tín đồ nghe thầy nói không hiểu thầy tiên đoán chừng nào ra. Rồi thời gian sau khi Pháp qua đô hộ Việt Nam, thì từ ngày đó có xe đạp chạy bằng 2 bánh le te vậy. Rồi sau này càng tiến bộ lên là xe gắn máy, cho nên Phật thầy nói là ngựa 2 cẳng đó. Rồi tín đồ mới hiểu là thầy tiên tri trước, bây giờ mới ra. Và xe 2 bánh là thầy gọi là ngựa 2 cẳng vậy. Mẫu chuyện này do bà Năm kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, Đố Kỵ. Có một hôm nọ Phật thầy bị ông thầy lang đố kỵ, vì Phật thầy chữa bệnh bằng nước lã giấy vàng, người nào đến cũng được Phật thầy chữa cho hết bệnh. Cho nên ông thấy vậy, ông mới nói với người ta như vậy: ta đây làm thầy bốc thuốc mấy mươi năm, có mạch lạc như vậy nè, còn chưa hết nữa, nói chi mà cho uống nước lã với vàng mà hết bệnh. Đó là chuyện không thể nào có được, đừng có mê tín. Ông nói vậy rồi mấy hôm sau ông phát bệnh, rồi ông tự chữa cho mình nhưng không hết. Ông tìm đủ phương thuốc đông tây y để chữa cho mình, nhưng bệnh của ông ta càng ngày càng nặng thêm. Rồi lúc này bệnh trầm trọng thêm, ông mới lên cái môn gặp Phật thầy xin cứu chữa dùm. Khi lên gần đến Phật thầy, ngài biết trước nói: nó nói giỏi mà, sao nó không tự bốc thuốc trị nó cho khỏi bệnh đi? Phật thầy nói như vậy thôi, rồi ngài cũng chữa cho tên thầy lang này hết bệnh. Rồi tên thầy lang này mới cảm ơn ra về. Mẫu chuyện này do ông Đạo Ba kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, Cấm năm ông thẻ. Phật thầy Tây An có thập nhị hiền thủ, tức 12 người đệ tử. Một hôm Phật thầy làm 5 ông thẻ. 5 ông thẻ này đều giống nhau, làm bằng cây lào táo, thuộc loại cây danh mộc rất quý. Trên thân cây thẻ có khắc 4 chữ Bửu Sơn Kỳ Hương, và trên đầu cây có khắc búp sen quấn vải tây đỏ ngang cổ. Ghi tên 5 trấn trên cây thẻ, rồi ông gọi ông Trần Văn Thành vào chỉ định, ông đi cấm. Ông Trần Văn Thành tức là Đức Cố Quảng. Phật thầy chọn ông và bảo ông đi cấm 5 ông thẻ. Ông Đức Cố Quảng dạ, rồi hỏi lại: bạch thầy, việc cấm 5 ông thẻ này có ý nghĩa gì cho hậu thế? Phật thầy nói: thầy giao đệ tử cấm 5 ông thẻ này có nhiều lợi ích lắm, trước hết để giải yếm của nước Tào. Thầy nói xong, ông hỏi tiếp: 5 ông thẻ có ích lắm phải không thầy? Ông Đức Cố Quảng hỏi lại thì Phật thầy không trả lời. Ông hỏi nhiều lần như vậy, thầy cũng không trả lời. Rồi một hôm Phật thầy mới gọi ông lại và nói cho ông biết như vậy: ta cấm 5 ông thẻ chẳng lẽ thua Tào, thế là đủ rồi. Lúc này ông Đức Cố Quảng nghe thầy nói vậy nên không hỏi gì thêm. Rồi từ đó ông mới truyền lại những lời của Phật thầy, tiết lộ 5 ông thẻ cho ông biết. Rồi ông kể lại nối truyền cho đến ngày nay. Mẫu chuyện này do ông Đạo Cao Niên kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, Bắt Phật thầy. Lúc Phật thầy ở cái môn trị bệnh dịch, ai đến cũng đều hết. Rồi có kẻ đem lòng ganh ghét ngài, báo với quan lính đến bắt ngài. Quan đội nhận được tin mới đem thoàn xuống cái môn. Khi đến bọn quan lính, nghỉ 3 hôm mới lên bắt Phật thầy đi. Lúc này quan lính đến chùa, đứng ngoài nói gắt gao như vậy: có ông Đạo trong đó không? Tụi tôi đến dẫn bắt ông đi lên tỉnh nghe. Phật thầy nói: có, xin chờ cho tôi cúng ngọ rồi đi. Bọn cai quan lính không đồng ý.
bước đi tới kéo thầy ra. Thần linh lúc này giao ca bốn phía hộ cho Phật thầy, rồi Phật thầy lấy quạt ra quạt ba lần, rồi quan đội cùng lính té ngửa tả tơi kêu trời lớn tiếng, rồi cúi đầu quỳ xuống lại xin thầy hỷ xả đầu hàng, rồi mời thầy xuống thoàng tạm nghỉ để về An Giang. Thì giờ trưa đó Phật thầy được lính chèo đưa về tỉnh trong hôm đó, rồi từ đó không dám bất kính với ngài nữa, cho đến khi thử xong rồi Phật thầy được tự do truyền đạo. Rồi Đức Phật thầy khai sáng đạo Bửu Sơn Kỳ Hương cũng bắt đầu từ đó. Mẫu chuyện này do ông Đạo Năm kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, thử tiếp. Đức Phật thầy chữa bệnh dịch, ai đến cũng khỏi, nên bị kẻ gian lòng dạ tiểu nhân hãm hại. Nên họ tâu lên quan cai, họ nói Phật thầy là gian đạo sĩ, rồi quan lính đến bắt Phật thầy về. Lúc đầu bắt về thì để hình Phật bà dưới chiếu, mời Phật thầy ngồi lên xem ngài có biết không. Nhưng Phật thầy đều biết, rồi quan lính thử tiếp dần dần. Khi thử Phật thầy được vài lần, thấy Phật thầy rất linh, rồi lần kế tiếp thử thêm lần chót xem sao. Lúc này quan lính mới dẫn ra trường đấu tam thinh để bắn. Lúc này Phật thầy tàn hình không sao cả, súng bắn thì vẹt bốn phương không trúng được. Vì lúc này có ngàn người theo thầy ra đấu trường xem thường súng đạn, cho nên thầy che chở mới cho súng đạn vẹt bốn phương không trúng ai. Rồi kế đó Phật thầy làm bóng tàn che phủ được bình an. Lúc này các quan và lính thấy vậy mới hải kinh, liền quỳ xuống cúi đầu xin tha thứ tội. Các quan đem kiệu vàng son và trống phách nhạc đờn bốn phía phủ dây rước Phật thầy về. Rồi quan lớn đại trấn viết sớ tâu lên vua cho mở chùa phổ độ chúng sinh. Khi mở chùa, các quan lính đến xin quy y làm tín đồ rất nhiều. Mẫu chuyện này do ông Đạo Năm kể lại. Mẫu chuyện tiếp theo, lục tỉnh bắt cầu. Năm 1850, sáu tỉnh miền Tây nhà cửa chưa có lầu, và sông Cái không có cầu ngang sông. Một hôm Phật thầy viết sấm truyền, trong đó có nói tiên tri trước sau này lục tỉnh có nhà lầu và sông Cái có bắc cầu liền kề qua sông đó, trùng khớp với hai câu như sau: lục tỉnh lầu cát bốn phương, bắc cầu sông Cái lần đường đi qua. Và ta thấy vào thời kỳ 1850 làm gì có ai mà bắc cầu được. Rồi khoảng 150 năm sau, lời tiên tri của Phật thầy mới ứng nghiệm. Rồi nhà cửa vào thời đó sao tỉnh làm gì mà có lầu cát. Sau khi ngài tịch, thời gian sau đến bây giờ, hai câu trên đều ra không sai câu nào cả. Mẫu chuyện này do đồng đạo lớn kể lại.